đầu Avon 4 van nha anh em, dành cho hải quay rim xúc bắp 1922 nha. Đầu này là đầu Puri Neo, Puri 10 ly nha anh em. Đầu này full một bộ đầy đủ hết nha. Thì mình bán cho anh em giá là 4 triệu một bộ nha anh em. Đầu này thì đã được khẳng định chất lượng rồi. Tất cả là đầu VIP xịn sò hết nha anh em. Đó, nói chung là nó chuẩn chuẩn hàng nha anh em. Về ráp là loose and lay. Còn cái chuyện mình về mình muốn sửa chảo hoặc móc sân bô này kia thì anh em thợ người ta tùy biến nha anh em. Còn mình để nguyên y xì nhà mình ráp vô vẫn chạy được bình thường nha. Thì full đục bộ đầy đủ hết nha. Vỏ đầu 4 cây xúc bắp, cây cam, những con ốc để lắp ráp những cái nắp nè, nắp full đó, nắp tròn, nắp bơm, nắp xúc bắp gì đó, xin rồi sau đầu chén chân xúc bắp, móng xúc bắp, phốt ắc cò cò đó, cò xăng cò lửa, nói chung là full hết. Anh em về cần ráp lút in lay, anh em về ráp là nói chuẩn sinh cam, không cần phải như lỡ cỡ sinh cam gì hết nha anh em. Đó, anh em cần alo mình nha.